Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm nút like bên kia để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 0.1 tốc cần CPT nè bạn. Thì chương trình con tốc cần CPT đang bán VCL giá là 200 đô cho một tốc cần nè các bạn. Thì 0.1 tốc cần CPT mình có giá trị của nó là từ 20 đô đến 100 đô lên nha các bạn. Thì chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8 và phân phối vào từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8, phân phối trong vòng 1 tuần nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn ấn link phần link mô tả dưới video mình mở đường phong các bạn. Nhưng dù đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram của nó nè. Giá này khá là ngon, các bạn nên làm các bạn. Nhưng nó có dễ hay không mình cũng không biết nữa. Rồi các bạn join kênh group nè. Rồi bạn bắt up đây nè. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Thấy kèo này. Rồi bạn xoắn tiếp nè, rồi bấm bắt đắp nè. Rồi tiếp tục con follow từ Twitter nè. Xin chào Twitter nè, bạn theo dõi rồi bạn bắt đắp nè các bạn. Rồi các bạn đăng test lại bài đăng này nè các bạn. Nếu không đăng test được thì các bạn trở về trang cá nhân đó, các bạn like nè. Các bạn chỉnh trang như tweet nè các bạn tăng dài các bạn mình dưới các bạn dưới cái game nè các bạn. Tweet này nè. Rồi tiếp tục mở lên phong lại nữa. Xuống đây dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username của tất cả các bạn như vậy. Dòng thứ hai thì điền địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn vào. Phòng WinVN là 9. Dòng thứ ba các bạn gọi địa chỉ bên VCL Manchin Bet20 mình. Dán vào đây. Dòng thứ tư thì bạn điền lại mã giới thiệu thì bạn điền lại công anh 52 rồi bạn gỡ lại xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn những 0.1 token CPT đang bước tốc mình. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.